đấy. Như vậy là giờ ok ngon rồi đó phải không? À, là bây giờ chỉ bắn lên thôi chứ gì? Được, không vậy mình bỏ tên bỏ chữ rồi vậy hả? Rồi sao rồi chứ không đâu có hư gì nữa. Lại gặp master, không phải master mà lo luôn, chúa tể. Tôi dám xưng chúa tể là tôi là rất sợ nổ phải không? Tôi dám xưng danh là chúa tể ai phú vị là tôi tất cả mọi thứ tôi là làm hết. Mấy người ở đây không có không sao đâu, từ từ nó chạy. Biết rồi, không ý coi mấy người ở đây vậy là không có biết cái vấn đề ai mua vị đâu. Ừ. Họ cắt là họ cắt từ ở bên cái photo. À photo cái à. Video. Yeah. Cái máy chụp hình. À ha. Họ cắt lúc đó đó. Cắt lúc đó đó. Nhưng mà họ không tinh vi bằng mình có thể zoom lại kìa. Phải thằng iMovie nó là roof, coi như là thượng phong luôn á. Cái technique của nó quá dữ luôn, phải nói là nó quá nhưng dữ. Mà tôi xài là vì lý do á, là hồi đó giờ mình không tốn tiền. Chứ trên internet á, nó dạng trạng nhiều cái app lắm, mà những cái app đó mình mỗi lần download xuống là mình phải tốn tiền nha. Ôi giời, mà sao anh mò ra được cái này? Thì đó không có tiền luôn à? Không tiền. Thì đó, không... mình đâu có tốn tiền. Ủa mà nó hay lắm á. Yeah. Có nhiều cái nó hay lắm á, giống như là ảnh mò ra được cái chữ mà thì lại thật bất lòng lắm. Đó. Đó. Bây giờ chỉ có cái là cái bạn dạy đó là quên mẹ đó là ví dụ xin xem tiếp phần 2. À. Rồi thì đâu có sao, thì mình thả nó vô rồi mình đánh chữ khúc sau đâu đó. Với lại mà một cái nữa bây giờ giống như Thành muốn viết sao chốt gần hết á, thành à. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Được, ờ, được, làm. Nhưng mà cũng nó hai hàng, anh nói hai hàng xấu lắm đó, anh nhớ không? Mà sao chỉnh lại một hàng cũng được. Chỉnh một hàng nó nằm tùm lum. Những cái mà mình làm vậy thì được. Nhưng mà logo thì mình không nên làm vậy. Còn cái kia mình được quyền hai hàng. Rồi có nhiều thằng thấy nó chạy chữ được. Chạy, thằng ai muốn quyền nó không cho. Rồi. Mình muốn chạy là mình phải mua cái app thì tốn tiền. Tôi chủ trương là từ xưa tới nay là làm không tốn tiền vậy thôi. Nhưng mà kệ đó, bây giờ cái nhưng mà tại vì biết sao, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của Lâm Nguyên, ví dụ ha. Thì nó nằm thứ hai hàng thứ sáu á. Khi nào tôi khỏe đó, tôi sẽ tới Thành á. Cái laptop thì sử dụng Windows 10 là phải không? Dạ, yeah, mới mà. Ờ đó, thì để tôi coi trong đó nó có Movie Maker không. Nếu có thì tôi sẽ chỉ Thành cách chạy. Thôi không cần chạy bây giờ. Chạy có cái hàng chữ nó ngay thôi, đừng có hai hàng. À. Chứ cái nếu mà cần thì mình phải chữ cho nó chạy chữ. Bây giờ mình đâu có phải professional đâu, chạy chữ làm gì. Chừng nào mình có studio mình chơi. Đó, mình chạy chữ xong cái mình ráp lên vô cũng như nãy dùm cái ráp khúc đầu thôi. Xứng đáng tự xưng là mua bị lo chưa? Sư phụ của Lâm Quang Thành luôn. Đây mai sẽ tuyên bố rồi là sẽ để coi có dịp nào đó. Cũng còn gà. Dịch quay á. Mời cậu Tài rồi. À. Với cái vợ chồng cái anh gì nó hổng. Thái. Anh Thái hiền, chị hiền. Với cái chị gì đó, cái chị gì mà lai lai á. Không biết. Chị Bạch Nga hả? Không, chị Nga thì biết. À, chị gì ta? Không biết đâu. Nói vợ của trai gì mà đánh ông cung luôn. Ồ, cái bà Mai Voi. Tên Mai. Mai Voi à, Mai. Tên Mai mà bự mập như con voi đó, cho nên kêu Mai Voi. Rồi. Mấy người đó vui, mấy người đó tốt. Mấy người nói chuyện vui vẻ đàng hoàng. Ủa mình bị cái đó rồi bậy quá. Thôi quên nó đi. Hôm nay cậu Tài rồi có liên lạc với ông. Trời ông gọi hoài á, hồi nằm bệnh viện ông gọi hoài. Không. Bà đó có hổng rồi, không, bà có đi không, nhậu luôn. Ok, thank you Thành. Rồi, cảm ơn nhiều quá. Đâu, cảm ơn nhiều chứ. Ồ. Rồi. Thank you.
Anh chưa chết đâu em, anh chưa chết đâu em, anh sẽ về nhát mẹ con em. Đó là câu của ông cậu tôi đó. Hả ông cậu? Anh chưa chết đâu em, anh sẽ về nhát mẹ con em. Dạ chị. Tàu vô gì đó, báo rồi. Ở nghỉ ra. Dạ. Tính trở lại nhà thương sao mà chưa cắt cái dây đó? Chưa, mình sẵn sàng, sẵn sàng quay lại. Thiệt đó chứ cậu, không có. Nó cậu tại bị bả đi vacation bên Michigan thăm cháu ngoại. Rồi ít bữa 15 tay là ổng đi qua bển rước mợ về. Mà trong lúc mà về vắng nhà thì tối cậu ngủ á, nhớ mợ đó, khóc ướt cái gối luôn. Anh lấy chùa quý lấy nợ ra lấy anh Minh vừa lấy kêu quý không à, đây nè bùa là cái lễ quý con cần là tôi đâu có sợ, cần là đứng 12 tôi rồi. Tôi á từ xưa tôi đi họ theo đoàn á, tôi quay phim đưa lên chơi vậy, chứ tôi không theo nhóm nào hết, nhưng mà càng đi xa tôi càng đi theo. Nhưng có những cái dấu đi săn hồ dưới xong rồi chứ có tinh thần đi hồi đoàn nào tôi không thấy cái vô tôi đây là cái này được nè, không phải cái dương đó mày biết lắm rồi.